Ngay từ khi bắt đầu vào gam thì mình cũng đã có một cái sự ám ảnh về cái việc mà phải cho cái đường dưới của gam mạnh hơn, khi tất cả mọi người đều biết là các cái vị trí khác của gam đều rất là tốt. Thế nên là mình luôn luôn mong là có nhiều những cái sự lựa chọn hơn để cho ở cái vị trí đường dưới đấy sẽ không phải là một cái điểm yếu của gam nữa. Gam đã mong muốn tuyển Deep Kid từ trong giai đoạn mùa xuân năm 2021 bởi vì đây là một xạ thủ cực kỳ ăn ý với cả Bi cũng như là có được một cái sự thể hiện về cái tiềm năng. Ngay trong giai đoạn mùa xuân 2021 vừa rồi thì bạn cũng đã có được rất nhiều điểm MVP trong màu áo của Team Flash. Thế nên là Gam vẫn đang rất muốn tiếp tục để có thể hướng tới cái thương vụ này để hoàn thiện đội hình của Gam hơn trong cái mùa giải 2022. Và chưa kể thì chúng ta cũng phải xây dựng một đội hình có sự cân bằng giữa người chơi có kinh nghiệm và những người chơi có tiềm năng. Và mình nghĩ là Deep Kid ở thời điểm hiện tại là một trong những cái sự lựa chọn rất là hoàn hảo cho cái tiêu chí đó của Gam. Gam là một đội tuyển rất là lớn và chuyên nghiệp. Mình bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp thì mình đã rất muốn là thi đấu dưới màu áo của Gam. Vào mùa xuân năm 2021 thì mình đã có cơ hội gia nhập Gam, nhưng mà vì một số trục trặc mình đã không thể gia nhập Gam được. Thì đến bây giờ mình đã có cơ hội thực hiện được ước mơ đó và gia nhập Gam. Khi đến với Gam, mình mong muốn giành được chức vô địch cùng với Gam và làm nên lịch sử ở các giải đấu quốc tế. Điểm mạnh của mình là mình có một lối chơi hổ báo và mình phối hợp rất ăn ý với BA và mình giao tiếp cũng rất là nhiều. Mình nghĩ Gam cần điều đó ở mình. Điểm yếu của mình là chắc là mình hay mất tập trung. Mình sẽ cố gắng khắc phục điều đó. Mình thấy game house ở Gam rất là thoải mái, rộng rãi, không khí thì rất là vui vẻ, mọi người đều rất là hòa đồng. Mình mới gia nhập đây một hai tuần thôi nhưng mà mình đã hòa nhập được rất tất cả mọi người. Mình nghĩ là trong thể thao điện tử thì sự cạnh tranh là cần thiết cho tất cả mọi người, kiểu nó làm cho mình phát triển và tốt hơn. Nếu mà được cạnh tranh với một người kiểu như bằng trình hoặc là cao hơn mình thì mình nghĩ sẽ tốt hơn cho mình. Mình nghĩ việc cạnh tranh giữa hai xạ thủ sẽ giúp cho cả hai người đều khắc phục được những lỗi của mình, và mình nghĩ ai được đệ chính thì xứng đáng hoàn toàn với nỗ lực của người đó và sẽ giúp Gam có một đường dưới mình. Deep Kid và Star thì mình nghĩ hai bạn đều có lối đánh giống nhau và rất là kiểu là hăng máu ấy. Rồi việc tuyển Deep Kid vô team thì mình nghĩ là sẽ có tính cạnh tranh rất là cao cho cả hai và sẽ giúp team tốt lên. Mình nghĩ là vậy. Mình là Deep Kid, mình sẽ cùng Gam làm nên lịch sử. Với sự bổ sung Deep Kid vào Gam Esports thì mục tiêu của Gam mùa này là chủ hạng.